Sáng nay, ngày 26 tháng 8, Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2024. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu tìm hiểu các chuyên đề chính như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, căn cứ kết quả đánh giá, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đây là điều kiện để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên sau thời gian phấn đấu rèn luyện.